bỏ một chân đứng lên nè, thăng bằng nè. Ồ, thấy chưa? Ồ, ê, 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 lên con, ê, ê, con lên luôn. Giữ chưa, giữ. Ôi, bốn chân đâu. Wow, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại ngày 2 tháng 10. Và thật là tuyệt vời khi mà tôi có một chiếc rim chiến nha. Wow, chiếc rim chiến này luôn mà kết hợp với một cái mà tôi vừa mới tính thử nghiệm. Tôi sẽ làm một cái bàn dyno để dành cho những chiếc xe máy có cái thế sát nhẹ này. Thì một lát tôi sẽ khui, nhưng bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem chiếc rim chiến này nó như thế nào nhé. Thì cái chiếc rim chiến này thì trong mùa dịch thì khách hàng đã gọi cho mình và alo anh có làm không? Không, không làm thì ngày nào mà anh làm thì nhất định là phải hú em để mà đưa xe qua cho anh làm. Thì cái khi mà ngày hôm qua thì mình đã tới tận nhà khách hàng và đã lấy chiếc rim chiến ra. Ui, anh ấy là một dân Tây chơi ở nơi Tràng Long. Ôi, hơi bị gần 282, hơi có số má, bước vô trong nhà là thấy nào là SH350 mới luôn, mới ken xà beng ra biển số sẵn luôn rồi nha. Trong mùa dịch mà ra biển số rồi luôn, anh nói đây là chiếc SH đầu tiên luôn. Và mình tin, vì sao? Vì trong đó xe nhà ảnh toàn là những cái xe thứ dữ, những con SH ý, những con đi lăng ý và những chiếc xe khác. Anh để đấy nha, một cái nhà, cái mặt tiền của nó đó hả là phải 20 mấy mét, khủng khiếp chưa, nơi Tràng Long đó. Thì trong đó ảnh có một cái con rim này ảnh rất là yêu. Và ảnh muốn mình độ thêm một cho ảnh một cái ăn chơi nữa, đó chính là độ số bấm. Wow, độ số bấm cho rim mà ra là 2-3 ga. Ý, bấm nút bấm 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 là lên số giống như là mấy con rác nước ngoài đó, nghe là thấy đã rồi đó. Thì bây giờ cái con rim này hiện giờ thì ảnh, trước đó là ảnh độ đâu thì mình không biết, nhưng mà hiện giờ ảnh đã lên, đó chính là đi xe đây lên bằng dây cura nha. Rồi ảnh lên đĩa sau, thì đĩa sau của ảnh là nguyên bộ đĩa sau, cái đó thì cũng bình thường thôi. Lên dây cura rồi, máy đã lên đầu trái luôn đó, nhìn và lên luôn cả hệ thống phun xăng điện tử FE luôn, dữ dằn chưa. Thì nói chung á là hiện giờ thì cái chiếc xe này là chỉ có về máy móc vào dàn phun xăng kèm một số đồ chơi cơ bản. Thì khi mà ảnh đưa qua mình thì ảnh nói là ngoài cái chuyện mà ảnh làm số bấm thì muốn thêm những cái gì mà thấy ok, good, ngon lành, cứ báo anh dứt, ok, em đã lấy xe về. Thì cái chuyện con rim này thì cái cũng hay một cái là cái lúc mình vừa mới lấy con rim thì mình đã ra kho hàng ở ngoài xe lửa để mình lấy cái kiện hàng từ bên Trung Quốc mình mới mua về. Nói thẳng luôn, nó là 100% Trung Quốc. Đây là cái máy gọi là chạy xe đạp. Có nghĩa là để tập luyện cho xe đạp, nhưng mà mình sẽ tính lấy nó để chế thành một cái máy dyno ba trục. Nghe đã, chưa bao giờ nghe luôn ha, máy dyno ba trục. Thì cái mục tiêu của mình là mình muốn cái xe khách hàng của mình á được chạy thử ở nhà mình để mình kiểm tra tháng trước lẫn tháng sau. Thì xưa giờ á, mình chúng ta chạy trên máy dyno á, thực tế chúng ta chỉ có thể đo được sức mạnh hoặc là sự kiểm tra thắng của phía sau thôi, chứ bánh trước nó đâu có chạy đâu, làm sao mà bạn kiểm được cái sự hoàn hảo của đĩa thắng. Trong khi cái thắng á, mình cần muốn là chạy coi nó có tiếng kêu hay gì không. Thì đây là một cái mình chế để cho mình có thể kiểm tra được những chiếc xe của khách vài tháng trước, khi mà mình đứng tại chỗ mình chạy nó sẽ nghe có tiếng động gì. Chứ nhiều khi mà chúng ta chạy ngoài đường mà chúng ta chạy nó bị ổn tạp rất là nhiều âm thanh, rất là khó kiểm tra. Thì cái bộ này nó sẽ giúp cho có thể quay được cả bánh trước luôn. Đó là một cái hay ho nhất mà tôi đã sáng tạo ra cho nó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe thử. Thôi tiếng này chưa có chìa khóa, để lát nữa lấy chìa khóa. Còn bây giờ tôi sẽ khui cái kiện hàng này. Linh tinh nhiều quá. Đấy, mình vô tới luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái kiện hàng Trung Quốc này nha. Thì trong thời gian khui thì mình sẽ có thể là mình tua nhanh cho nó lẹ. Đó, vừa hết dịch vô là mình ngon liền. Đây, nguyên cái bộ này á, cả ship về đây luôn là 2,1 triệu. Cái này mình đã xài thử ở nhà mình chơi xe đạp rồi, nên mình quyết định là mình mua thêm một cái này nữa để mình chơi cho khách hàng ở đây thử xe. Đó, đã. Cái này nó cũng đóng gói rất là kỹ, đóng có 2 lớp thùng lận. Bộ này là nó full bằng nhôm nha, khá là nhẹ. Rồi, giờ mình sẽ đem nó ra cho mọi người. Trọng lượng của nó khoảng tầm 8 kg á.
8 tới 10 kg cả đó. Đây. Thiết kế rất là gọn. Đó, mình có thể xách tay được. Rồi một bộ của nó thì nó đã lắp ráp sẵn như vậy. Chúng ta chỉ việc mở nó ra là chúng ta xài thôi. Nó cho thêm sợi dây sờ cua. Thì sợi dây này một lát nữa thì làm như thế nào là tôi sẽ chỉ cho các bạn sau. Đầu tiên là tôi sẽ mở cái phần dây này ra. Rồi, dây này là chính là cái sợi dây để mà truyền động lên bánh trước. Có nghĩa là khi mà bánh sau nó quay trên hai trục, nó sẽ quay cái bánh trước. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể kiểm tra được cái đĩa thắng nó có vấn đề hay không. À, đây là một cái mà tôi nghĩ là có thể là chỉ có mới mình tôi phát minh ra để mà chuyên làm về heo thắng đĩa thắng thôi. Tại vì nói thẳng ra luôn, ở nhà tôi thì tôi chuyên về heo đĩa thắng hơn. Rồi nhưng mà trước đó để tôi sẽ xử lý cái phần cái bánh này ha, khỏi xử lý luôn. Như vô là xài được luôn á. Đó, đầu tiên là mình sẽ cho cái dây vô. Vô tới vị trí. Rồi, xong bắt đầu mình hạ nó xuống. Tự động nó sẽ căng ra. Đó. Đó, thấy không? Có nghĩa là nè, cái này nè, bánh sau quay ở đây. Đó, là bánh trước sẽ lăn. Nhưng bây giờ mình sẽ kiểm tra thử coi. Ê, cho anh để nó vô đây phụ coi. Cho anh để nó vô đây phụ coi. Tôi cho thử cái xe lên nè. Bây giờ cái xe mình sẽ cho đầu quay ra. Rồi, quay cái xe đầu quay ra lại nè hả ơi. Đó. Quay luôn, quay hướng này. Ừ, tới luôn. Đó, cái này cũng gọn mà, đó. Quay vô. Đấy. Nha, rồi cho con xe rim hạ chống xuống đi. Hạ chống xuống. Đúng rồi. Rồi, để tao bế quăng lên trên cái chọc này nè. Thử ra, 2, 3, từ từ cho bánh trước lên trước. Rồi, mày bê cái bánh trước mà quăng lên. Thôi ok chưa, còn không để tao chỉnh điều chỉnh cái chọc lại. 2, 3, mạnh lắm. Cái gì vậy? Thôi bị ngắn hả? À, ta sẽ đẩy cái chọc này ra thì nó sẽ tuột ra sao. Rồi, không sao, bỏ xuống, chỉnh lại. Rồi, đã chống nghiêng. Đấy, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình chỉnh lại cái thông số nó tí xíu. Mình có thể, tại vì cái này nó có rất là nhiều cái khoảng cách để mình tăng chỉnh. Nên mình sẽ chỉnh lại nó. Cho một quan lực giác 5 ly hả? Đó. Thì sau khi mình đã tăng chỉnh cái này rồi, bây giờ mình sẽ bỏ con rim lại thử coi có thể là chạy tại chỗ dyno được chưa nha. Rồi. 1 2 3 4. Rồi, ok, bánh trước. Rồi. Bảo đảm là lần này sẽ chạy được bánh trước. 2 3 lắc. Ồ, xe rim này nó trục dài quá. Ra khỏi xử lý luôn. Vô là sẽ luôn á, luôn á. Nó tới luôn hả? Không, nếu mà vậy thì tao chạy nhưng mà lúc không biết. Mày ngồi lại thử coi. Mày ngồi lên đó coi. Mày cứ ngồi, mày không, mày cứ ngồi lên thôi. Mày ngồi lên thôi là được rồi. Tao coi nó có rớt bánh xuống không là được. Nó vẫn rớt hả? Không đủ chọc hả? Đâu có, nếu mà ngồi ở đây. Xin chịu lái, xin chịu lái ngồi xem cái đuôi xe lại thì bật may. Không, bây giờ mày cứ ngồi thử, mày bỏ hai chân lên coi, tao giữ nè. À, đó, nếu mà mày ngồi mày chạy trên đây thì không, mày ngồi xích lên tí thử coi. Rồi, thử nổ máy đây. Ê, chìa đâu rồi ta? Chìa rim hoang. Mình test thử cái trước đã. Rồi hay quay thiệt. Không lỡ test cấp đầu, thôi kệ cứ quay đi. Đứng chặn chặn với thắt lại. Rim mà này số côn tự động mà có gì đâu mà. Rồi. Ủa sao? Ủa à quên thì rồi coi coi ngồi. Bỏ chân lên coi. Rồi, nghe là hết luôn. Yeah. Đó. Số để tao chạy coi. Chưa, mày kéo cái đuôi đằng sau coi coi. Bê cái đít quăng qua coi. À quên hả? Quên đại tiết rồi, chả mo. Cái này đồ cái trục xe đạp nó ngắn hơn.
gì vậy? Đá trúng gì vậy? Đứng gì vượt bay nó chịu nổi nè. Rồi, thử coi. Giống như đổ đầu á. Rồi, bỏ tay ra luôn nè, bỏ ra luôn em. Nó đi chợ. Nó đang đi xuống. Nó đang leo xuống. Phải mà cái bánh trước nó nằm ở trong á. Là nó đang bươi lên. Thì đúng rồi, thì ủa sao cái độ máy xe máy chục dài dưới ta? Nhà có xe nào ngắn chục lắm vậy? Rồi, bây giờ thì tôi sẽ quay thử cái cảnh mà tôi thử nghiệm con xe Moto Mini của tôi trên cái dàn 30 này. Đây, con xe này là con xe nhập chính ngạch từ Ý nha. 200 mấy chục triệu của tôi á. À, bây giờ bắt đầu vô. Ồ, chạy luôn nha, chạy luôn. Đó, thấy không? Quay được cả bánh trước rồi không? Đó, thì khi mà nó quay được bánh trước như vậy là bắt đầu mình sẽ kiểm tra được cái phần đĩa thắng coi nó có cạ hay gì không. Rồi, không sao cả. Rồi, tiến tới đây luôn Chiến ơi. Đó, đó cho mọi người coi ha, bánh sau nó quay nè. Đó, khi bánh sau nó quay á, thì bánh sẽ dẫn cái sợi dây cao su để nó truyền qua bánh trước, là bánh trước có thể quay nè. Mình bắt đầu mình thử là mình sử dụng mình thắng bánh trước nè. Đó, thấy không? Mình thử mình test thắng. Đó, mình test thắng được luôn. Còn bây giờ mình sẽ cố gắng để mình chạy thử được trên cái trục này luôn mà giữ thăng bằng được. Cái này nó hơi khó đó, nó không có đơn giản nha. Rồi, ok. Đó. Đó. Mình chạy được chưa con nha? Bỏ hai chân rồi nè, quay đằng trước nhìn nè. Đó. Bỏ hai chân rồi nha. Ồ. Chạy giống như là đang đua vậy á. Ồ. Cái này cũng là một cái hay lắm bộ. Tập để mà tập chụp gió các kiểu gì đó là cũng ok. Tôi chưa có quen lắm nhưng mà để tí xíu tôi sẽ quen hơn. Rồi bây giờ thử quen hơn chưa nha. Đó, chạy nè. Tập chụp gió nè. Ồ, từ từ chưa. Đó, rồi đó, ha. Nói chung là cái này tập cũng nói chung là tập những kỹ năng thăng bằng hay là chạy tại chỗ hay là tập tư thế đua cũng được bộ. Đó, tạo cảm giác. Đó, ngồi xích ra sao đua nè, chụp gió. Từ từ là sẽ quen nhưng mà tôi nghĩ là tôi chỉ cần mất vài phút đã quen thì có thể là các bạn sẽ quen, nhưng mà cái này nó sẽ hơi khó ăn á. Tại vì nó sẽ tùy thuộc vào tay lái của bạn này không. Mình lái qua lại nè. Đó, quẹo trái quẹo phải nè. Ồ, cái này mà ứng dụng vô chơi game hơi bị dữ á. Đó. Đó. Rồi tiến tới đây luôn Chiến ơi. Đó. Tiến luôn. Rồi. Đó, thấy chưa? Mình có thể là mình mô phỏng gần như là cảm giác chơi game. Mình sẽ tới cái phần kế tiếp mình sẽ sử dụng cái bộ này để mà mình mô phỏng cảm giác chơi game luôn coi nó làm sao nha. Đó, bây giờ mình cảm thấy là mình đã quen rồi đó. Mình có thể chạy một tay được nè. Đó. Đó, có thể chạy một tay. Cái này đem đi tập biểu diễn cũng được luôn á. Để giờ mình thử tập thử ra. Tập thử mấy cái chiêu mà trẻ trâu hay chơi như là đứng trên bình xăng nè. Đó. Đó, tập mấy cái chiêu mà giả bộ chơi thăng bằng nè. 2-3 nhảy lên xe nè. 2-3 nhảy lên. Ê. Vui. Trò này vui á. Rồi. Ê. Lên có. Ê. Đó nè, bỏ một chân đứng lên nè, thăng bằng nè. Ồ, thấy chưa? Đó. Ồ. Ê, lên con. Ê. Ê, bắn lên luôn. Ô, giữ chưa, giữ. Ôi, bung chân đâu. Phá quá. Good. Đó, chơi vậy là được. Ổn. Có cái này là tập ở nhà là có thể đua chụp gió các kiểu luôn á. Ngon lành. Vì sao mà thử trên chiếc xe này? Tại vì cái bộ này á, nó đang có cái vấn đề, đó chính là cái trục giữa hai cái bánh. Đó, nó chỉ fit với con này hoặc là fit với những chiếc xe đạp. Còn với những chiếc xe máy bự như chúng ta, cái bánh nó bị dài ra thì mình sẽ có phương án để mình chỉnh dời cái này dài ra để cân theo cái trục, mà trong ngày hôm nay chúng ta không làm được. Rồi. Good. Ok. Đấy, hy vọng là các bạn hãy gửi cho mình một like, một subscribe để mình có thể làm được cái thêm một cái phần nó gọi là mô phỏng đua MotoGP trên cả cái con xe đua này luôn. À, vừa ngồi trên đây mà vừa lái ẹo ẹo nha. Một like, một subscribe nha. Ủng hộ kênh Kỹ Sư Hẻm nha. Rồi ai mà có nhu cầu làm xe ủng hộ Kỹ Sư Hẻm làm xe luôn nha.
mùa dịch khai trương sẽ ủng hộ, sẽ làm cho anh em một giá tốt nhất. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đó, xe trong nhà nè, quá trời luôn, mùa dịch đấy chứ, mùa dịch mà vậy luôn á. Rồi bye bye mọi người.